mày biết nhẹ anh gì sao nha. Bữa nay anh sắp đổ ba rồi nha. Từng bữa ăn xong độ với một độ bữa nay cấp độ ba luôn. Thấy ngon hơn cả nhà tôi nè. Vô đây mà không chụp hình rõ. Buồn lắm á. Xúc xích. Mày muốn gói như vậy. Cái sợi này ngon đó cả nhà. Nó ngon. Bông cải xanh. Mình ăn tới đây nè, đường Lê Văn Hưu cái nhà ở Rạch Giá. Nó không cay nhưng mà ăn một hồi là nó the the, nó cay cả nhà ơi. Nó the the từ từ nha, cay á. Căng không bỏ không? Đó không? Bây giờ là phái nha, mấy cái bị cay này lắm. Bây giờ anh giữ rồi thiệt nha. Quay qua cho bây giờ anh giữ rồi. Cái nhà anh cũng có đem cái cây quay theo tới nhà. Nóng bây giờ còn đóng. Nhận ra thầy còn hấp dẫn. Cái này mình ăn nó dễ nhịn nhịn ăn ngon. Nóng quá. Nói không cay mà kể mũi còn cả nhà. Nói không cay mà kể mũi rồi. Nó nghe nghe mà sao chảy mũi quá. Chắc nóng vừa nóng vừa thấy nghe nó cay. Nếu không có cay thì nó thê. Của hai đứa con cấp độ mấy? Cô đi thêm hai đứa cháu nữa nhưng mà xin giấu mặt ra cả nhà. Từ từ cũng sẽ đầu và ra từng khuôn mặt dễ thương. Đó
đó giờ chị ăn ở đây á thì thích hơn á, mấy cái chỗ khác đó cũng có nhưng mà sao vậy, họ cái này ngon ở đây thôi. Ăn cũng nhiều chỗ, cái nhà mà ăn cái chỗ này là nó ngon. Cái trong luôn đó. Mình cái trong mở người ta cũng hơi kéo. Trong này rất. Khi làm bà mình quy ở gì thì quy cái món ăn đó. Mình hãy đi cái ấy cái quán luôn. Chỗ này mình chỉ là đi ăn cùng thôi. Nó không có cay nhưng mà sao nó cũng chảy mũi. Chứ nếu mà ăn cay á giờ gì bị mất cục, mỗi lần cay là mất cục. Bây giờ thích dữ rồi. Cái này không độ mà thì nóng quá con. Cái dầu ơi, tiếp chút xích đi với dầu ơi. Ở đây người ta bán công nhận là một cái tôm này quá trời đồ ăn cả nhà ơi. Xúc xích cá chải gì một đống luôn á. Quá nhiều. Đây, mang cái này đưa đây cho hai. Bây giờ không biết căng nha. Kim châm. Nãy gì đi chợ về chảy lắm. Nãy đi chợ về lúc 6 giờ 10 giờ. Dạ. Rồi cái hôm về chợ bé tí đi nữa. Chợ bé tí đi chợ Bắc Sơn á, mới mua đồ là ngày mai nấu gặm á. Mua ba cái bí gợ, khoai lang, rồi khoai môn. Rồi mình mua nước cốt dừa sẵn mình bỏ vô tủ đông á. Cả ngày mời nấu sớm mình cũng sớm. Rồi nói có hẹn với con á, tính nếu mà không có hẹn với con á là bạn quyền dài có gì á, gì với bé giàu ăn mì cay xong rồi đi lại chùa. Cái nói hồi đi. Nếu mà mình đi ăn nữa mình ở chùa trễ lắm nên á không có bạn quyền dài. Cái bạn quyền cục á. Cay không? Cay dạ. Giờ uống miếng nước nè, tặng mình nè. Chào cả nhà. Uống quá ngon nhưng mà nó không có cay nhưng mà em vẫn chảy mũi nha. Bây giờ ngon rồi nghỉ gót nước luôn rồi cả nhà. Bây giờ no tới mình nghỉ gót nước luôn cả nhà. Giờ mời cả nhà uống đi trà. Rồi giờ em về mới vào á, ăn xong rồi cả nhà. Giờ em về mới vào xin kết thúc cái quán mì cái đi nha. Nếu mà em về mới vào có đi đi đâu mà có cảnh đẹp hay là quán mà chơi nào đẹp sẽ quay tiếp tục cho cả nhà xem nha. Bye bye cả nhà, hẹn video tiếp theo.